ngồi xong em cảm giác em là vua dễ sợ luôn đó. Bay đâu? Lên lắm cái dạ nó chém đầu cho ta. Anh nghĩ sao vua cái tướng này, cái tướng này chỉ có là thái giám thôi. Trời ơi, búng cho chị nha. Nè đó. Rồi, đậu phộng, đậu phộng, đậu phộng. Đúng rồi, đúng rồi. Thêm miếng rau vô. Ê. Ê, đang chơi cúm cụi hả? Em ơi, bây giờ mình pha chút mắm tôm mình rưới lên mình ăn nè. Không, em thiết nghĩ là gì nè, em sẽ ăn bằng cái mạt này. Không. Tại vì cái bộ này của em muốn ăn kiểu gì kệ em. Trời ơi, cái cọc kìa trời. Trời ơi, chơi không cọc nè. Gặp em cọc không? Gặp anh cọc không? Sau một khoảng thời gian ít ỏi chúng ta đi tham quan quán thì ở đây nhân viên cũng như là chương trình đã set up cho chúng ta hai bàn ăn vô cùng đặc biệt. Ôi, em cảm giác quan mang cho mình thấy hai cái chuông này. Dương, hai cái chuông. Cái chuông này đại diện cho biên tập. Hả? Dục đi. Không không không, chị Dục đó. Nhưng alo, alo, alo. Chị biên tập ơi. Chị biên tập. Alo, alo, alo. Mừng quá, vậy là hai chị em mình có thể ăn một bữa ăn vô cùng yên bình rồi. Cái chuông này là nhiều khi của quán ta để kêu tính tiền. À đúng rồi. Yeah. Còn chần chờ gì nữa. Ăn. Chưa chưa ăn đâu. Ở đây có những món ngon rồi, nhưng mà em thấy thiếu một món ngon nhất. À, đó chính là chủ quán Blam Blam. Xin mời chủ quán. Trời ơi, chủ quán tới rồi kìa. Wow. Monsieur Monsieur Ủa quán này người Pháp đầu tư ha anh? Không, thật ra là tụi anh nhìn tụi em cái cốt cách của EDM rất là sang trọng. Anh cứ nghĩ là khách Tây. Cũng được này. Dạo này em ổn với thời tiết không? Không sao, em cảm thấy dạo này em cần phải sống chậm và sống trầm lại. Tuyệt vời. Thưa quý vị, tôi có cảm giác như là mình đang là MC dự báo thời tiết. Đây chính là chàng trai mùa đông và đây là cô gái mùa hè. Ơi, cái này giống cái phao tập bơi quá vậy. Nhân đây thì cho phép anh giới thiệu được cái không gian của quán tí xíu. Tụi em biết rồi. Giờ này giới thiệu rồi, xong hết rồi, đi hết vòng rồi. Dạ, quay beauty rồi xong hết rồi. Nhưng mà tụi em hiểu là cái ý nghĩa cái bàn tụi em đang ngồi không? À, cái bàn hay ngồi cái là ghế mà tụi em đang ngồi là ghế đế vương. Ghế này chỉ dành cho vua ngồi thôi đó. Khi em ngồi xong em cảm giác em là vua dễ sợ luôn đó. Bay đâu? Lên lắm cái dạ nó chém đầu cho ta. Nghĩ sao vua cái tướng này chỉ có là thái giám thôi. Trời đây, ơi. Đây là vua, đây là hoàng hậu. Thái giám. Đây là vua, đây là hoàng hậu. Thái giám. Rồi thưa quý vị, bây giờ đây thì trong cái không gian vô cùng sang trọng và tuyệt vời này thì xin được giới thiệu. Thật ra thì đây là món ăn rất là dân dã và rất là quen thuộc ở Hà Nội. Cái slogan của tụi anh là chả cá đế vương, giá yêu thương phù hợp luôn. Khi mà lần đầu tiên em đến với quán của anh á thì em rất là ấn tượng bởi cái mắm tôm. Và bởi vì khi mà em thấy mắm tôm á về, chị thấy không, nó rất là mịn. Mắm tôm này đã được tụi anh lấy từ cái nơi ngon nhất, đó là mắm tôm của hàng ở Thanh Hóa. Anh Khang có biết là lần đầu tiên em nghe đến cái món chả cá lạ vọng là em tưởng là cái chả cá giống như miền Nam mình ăn. Ai ngờ khi mà em được thấy cái chảo chả cá lạ vọng này thì em lại quá bất ngờ. Tại vì ủa, cái này đúng ra mình gọi là cá thôi chứ đâu phải là chả cá. Nó là phi lê cá. Đây, ở đây thì có một điều mà muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn có thể thấy cái miếng phi lê cá này có gì đặc biệt không? Nó làm từ con cá lăn trên 3kg. Có phải sở dĩ mà mình chọn con cá trên 3kg là bởi vì những con cá đó nó sẽ chắc thịt hơn đúng không? Thịt của nó săn chắc, miếng nó to. Thôi giờ không có nhiều nữa, ăn rồi. Khoan. Trước khi mà tụi em được thưởng thức cái món ngon này thì anh có một cái thử thách dành cho tụi em. Trời ơi. Chị biên tập gặp anh hả anh Khang? Hay là chị biên tập hóa trang thành anh Nguyên Khang để vô khách sạn đó nè. Không. Sao vậy? Không. Nãy giờ em kiếm chị biên tập không thấy chị là tụi em mừng lắm luôn á. Bây giờ anh sẽ có thử thách dành cho các bạn. Nếu các bạn trả lời đúng được câu hỏi, các bạn sẽ được thưởng thức món này. Còn nếu không? Nếu trả lời không đúng, sẽ có một hình phạt nho nhỏ dành cho các bạn. Trước khi mà bắt đầu thì anh sẽ đọc câu hỏi. Và khi anh bảo hết thì mới được lắc chuông. Dạ. Tụi em thấy cái chuông trước mặt tụi em chưa? Rồi, thấy rồi. Ai mà lắc trước là phạm quy. Dạ vâng. Rồi, hãy hít thở thật sâu vào. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Hãy kể tên 5 loại bún đặc trưng ở Hà Nội. Hết. Tuyệt vời, thưa quý vị. Đúng, anh biết ai lắc trước. Tôi không biết được ai lắc hết, cho nên đọc lại câu hỏi lần nữa. Hãy kể tên 5 loại bún đặc trưng ở Hà Nội.
Xin chúc mừng Quỳnh Lập, mời em. Món đầu tiên đó là món bún chả. Món thứ hai là món bún đậu mắm tôm. Món thứ ba là bún nem nướng. Món thứ tư là món bún... 5 4 3 2 Bún 1. Thang. Thưa quý vị, bún nem nướng tên là đúng, nhưng không phải là món đặc trưng ở Hà Nội, cơ hội dành cho thiếu nữ mùa hè. Dạ thưa anh, đó chính là món bún đậu mắm tôm. Món thứ hai là món bún chả Hà Nội. Món thứ ba là món bún ốc. Rồi món thứ tư á là món bún mọc. Đúng. Đó, món thứ năm là món bún thang. Hay quá, một tràng pháo tay chúc mừng. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Ông Bala Sibu, chiu, hay quá, chiu, hay quá. Có cái gì? Trời phấn, trời phấn. Câu của các bạn như sau: thân em cô chú mang về, mâm làm trăm mảnh hòa vào bột thơm, bắt em làm bạn với tôm, cho bơi nước lạ thành ra tên người là bánh gì hết. Bánh gì nghe tà ác trời. Bánh gì? Bánh ra trăm mảnh luôn hả? 3 2 1 thật. Đó là bánh cốm nhân thơm thịt. Thịt anh mua về quá không anh đâm ra anh nhuyễn nha, xong rồi cái anh trộn vô cái bột á, anh đọc lại cái câu đó cho em trả lời cho anh. Bánh cuốn là phải có bột gạo, xong rồi cái có cái nhân, có cái chữ nhân là chữ người, nhân tôm. Đó là nó ấy chưa chính xác, chưa chính xác. Bánh tôm chính xác, vừa duyên dáng. Hai đối thủ trước khi bước vào phần chiến knockout, câu cuối cùng nè, đề nghị hai thí sinh chúng ta ôm nhau thể hiện tình thương mến thương. Câu hỏi của tôi là một câu hỏi mà tôi đã tiết lộ trước đó. Hãy tập trung lôi lại trí nhớ của mình để trả lời cho chúng tôi biết. Chả cá đế vương mà các bạn đang ăn với chảo này được làm từ con cá lăng trên bao nhiêu ký? 3 2 1 Lên kem, lên kem, lên kem, lên kem, kem, lên kem. Đã có tiếng chuông. Xin mời Quỳnh Lập, đáp án của bạn là trên 3 ký. Chính xác, tuyệt vời. Chúc mừng Quỳnh Lập, em đã là người giành chiến thắng. Và đây sẽ là phần quà dành cho Lâm Mỹ Dạ. Quà. Wow, thua mà còn quà. Tuyệt vời. Bạn có muốn mở ra để biết được phần quà trong đó là gì không? Em được chọn đúng không anh? Em được chọn. Em sẽ chọn màu hồng. Tuyệt vời, màu hồng. Mời em. Chan 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 chan. Hồi hộp em bất ngờ quá anh thiệt á. Trời ơi, đề hộp sòn cho anh xỉu luôn. Ừ. Em mở nha. Được. Mở đi, em mở hồi hộp nè. Tuyệt vời. Và sau khi nhận được một món quà vô cùng tinh tế, em lấy ra cho mọi người xem đi món quà này nè. Cái này là để em đem về em chơi đồ hàng với các con em. Thưa quý vị, đây, đây chính là một bộ chén đĩa được nhập khẩu từ Ý, có tên gọi là xì trâm chén. Chơi đồ hàng để lát nữa ăn xong mình chơi. Không, không. À, cái này là quà để em ăn. Em ơi, dọn vô cưng, dọn vô. Anh em ơi, chưa hiểu kịp là sao? Ý anh là em sao? Chưa hiểu đúng không? Mình dùng cái này mình ăn nha em. Em chút em sẽ hiểu thôi. Anh ơi, cái này anh ơi, anh có bị lộn không vậy? Cái này sao em ăn? Ăn được mà, anh cái đó Khang, ăn được. Cái này cái gì đây? Cái dĩa. Cái đó là cái dĩa đó, cái dĩa đó. Cái dĩa nè. Trời, cái dĩa nè, hiểu không? Cái dĩa. Và thưa quý vị, bây giờ đây, chúng ta sẽ thưởng thức cái món chả cá đế vương. Sàng chưa? Mình thôi, chút bóng tôm đi. Hình như là chị Dạ không có đũa đó. Tặng chị đôi đũa. Thôi em thương chị, em cho chị ăn một miếng cá bên em. Mình đã có bún chứ hả? Đúng rồi. Để em làm bún cho chị nha. Nè đó. Rồi, à, đậu phộng, đậu phộng, đậu phộng. Đúng rồi, đúng rồi. Thêm miếng rau vô. Ê. Ê. Đang chơi cấm cụi hả? Em ơi, bây giờ mình pha chút móng tôm mình rưới lên mình ăn nè. Không, em thiết nghĩ là gì nè, em sẽ ăn bằng cái mạt này. Không. Tại vì cái bộ này của em muốn ăn kiểu gì kệ em.
hỏi chơi không cộng nha. Gặp anh cộng không? Vui vẻ không vào nè. Cuối cùng anh bị vui vẻ không vào nè. Ai biểu chơi thua? Thua